Hi, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Top Manga. Xin giới thiệu với anh em, bên mình có cung cấp tài khoản ChatGPT chính chủ để phục vụ anh em học tập và làm việc với giá cực tốt. Link mình để ở phần mô tả dưới video này. Quay trở lại video ngày hôm nay, Vegapunk là một nhân vật cực kỳ thú vị trong thế giới One Piece. Ông được nhắc tới từ rất lâu trước đây, nhưng ta chỉ được thấy các sản phẩm công nghệ của nhân vật này mà thôi. Mãi đến saga cuối cùng, Arc Egghead, chúng ta mới được diện kiến người hữu dụng nhất One Piece. Thiên tài khoa học đi trước thời đại 500 năm ở Egghead, ta đã thấy nhiều vũ khí, sản phẩm công nghệ cực kỳ hay ho của tiến sĩ. Nổi bật trong số đó là Seraphim, người nhân tạo được dựa trên các thất vũ hải và mã gen Lunarian. Nhưng vẫn có một thứ đỉnh cao hơn cả Seraphim được giới thiệu, đó là Mother Flame, vũ khí đã hủy diệt Lulucia chỉ bằng những loạt ánh sáng bắn từ bầu trời xuống. Nó được điều khiển bởi Im và có một chi tiết cực kỳ khó hiểu xoay quanh Vegapunk. Im và Mother Flame cụ thể là gì? Còn có chi tiết hay ho nào đã bị bỏ lỡ? Tất cả sẽ có trong video Soi One Piece, Im mang năng lực mà Vegapunk khao khát, sự thật về Kuma và Thánh Hiệp Sĩ. Số 1. Vegapunk không hoàn toàn tạo ra Mother Flame, Im có thể hút năng lượng. Trong trang 1068, nhóm Luffy đã gặp Vegapunk và giữa họ đã có một cuộc trò chuyện tương đối dài. Vegapunk đã thể hiện rõ con người, hoài bão, ước mơ của mình. Trong số đó, nổi bật là việc tạo ra một nguồn năng lượng vô tận. Tiến sĩ nhận xét, trên thế giới có rất nhiều cuộc chiến vô nghĩa để tranh giành năng lượng. Năng lượng luôn là một vấn đề lớn, không chỉ trong One Piece mà thế giới thực của chúng ta cũng vậy. Việc các quốc gia tranh chấp năng lượng như là dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản là điều dễ hiểu, bởi năng lượng là nền tảng để phát triển các lĩnh vực khác, không chỉ dùng sức người mà khiến một quốc gia phát triển lên được. Cần năng lượng để canh tác, bảo vệ lãnh thổ, vân vân. Và Vegapunk ước rằng ông ấy có thể tạo ra một thế giới mà ở đó tất cả người dân được cung cấp nguồn năng lượng miễn phí. Đây là một ước mơ cao đẹp của vị tiến sĩ thiên tài. Vegapunk từng nói, thế giới này đầy ắp năng lượng. Nếu các nguồn năng lượng thô được chuyển hóa thành thể dễ dùng và thuận tiện hơn, sẽ không bao giờ nổ ra xung đột nữa. Ta chắc chắn khoa học một ngày nào đó sẽ thực hiện được điều này. Qua câu nói của tiến sĩ, chúng ta có thể hiểu rằng ở thời điểm này, cả ông cũng chưa thành công trong việc tạo ra nguồn năng lượng vô tận và miễn phí. Vegapunk chưa thể chuyển năng lượng thô thành thứ gì đó dễ dùng hơn. Vậy năng lượng thô là gì? Thể dễ dùng là gì? Mình sẽ lấy một ví dụ. Qatar là một quốc gia nhỏ nhưng cực kỳ giàu có. Họ giàu vì sở hữu mỏ khí đốt trị giá lên đến 100.000 tỷ đô la. Trong khi Hoa Kỳ có tổng tài sản là 98.000 tỷ, tức là mỏ khí đốt của Qatar còn lớn hơn tài sản của cả nước Mỹ. Tuy nhiên, trước đó, Qatar không giàu vì họ không thể mang khí đốt đi bán ở các nước quá xa được. Việc lắp đặt đường ống dẫn khí đốt đi xuyên qua các quốc gia là điều không thể. Và mãi đến năm 1995, khi Thái tử Ham trực tiếp cướp ngôi của chính cha ruột mình, ngài ấy đã đưa ra những đối sách cực kỳ hay để bán khí đốt. Đó là chuyển khí đốt thành dạng lỏng ở nhiệt độ âm 161 độ C. Và giờ thì Qatar giàu khủng khiếp thế nào, chúng ta đều thấy rõ. Một ví dụ khá thú vị và năng lượng thô ở đây là khí đốt. Nó khó di chuyển và khó dùng. Còn thể dễ dùng ở đây chính là dạng lỏng của khí đốt, thứ rất dễ vận chuyển. Và đây chính là điều mà Vegapunk theo đuổi. Biến năng lượng khó sử dụng, khó vận chuyển thành một thứ năng lượng dễ dùng, dễ khai thác và vận chuyển. Nhưng chính tiến sĩ đã nói, tương lai khoa học sẽ làm được, tức là thời điểm này trong One Piece chưa làm được. Và câu hỏi được đặt ra ở đây là, đó là Mother Flame hoạt động bằng thứ năng lượng gì trong khi tiến sĩ còn chưa tạo ra được năng lượng vĩnh cửu. Một vấn đề khác, trong cuộc họp giữa Ivan, Dragon và Sabo, khi vị vua của Kamabaka nói rằng trên thế giới này chỉ có Vegapunk tạo ra được thứ vũ khí hủy diệt cả một quốc gia như vậy. Sau đó, Dragon đáp trả là Vegapunk sẽ không bao giờ làm ra việc tồi tệ mang tính diệt chủng kia. Hơn ai hết, ông trùm quân cách mạng là bạn của tiến sĩ. Ông hiểu rõ Vegapunk tuy hơi điên, hơi cuồng khoa học, nhưng ông ấy lại là một người bác ái. Vậy tức là vũ khí Mother Flame đúng là do Vegapunk tạo ra. Nhưng tiến sĩ cũng chẳng ngờ nó lại trở thành thứ vũ khí hủy diệt. Và ý của mình ở đây là Vegapunk tạo ra siêu vũ khí, nhưng ông không biết cách tạo ra năng lượng để cho vũ khí đó hoạt động một cách trơn tru. Nên ông nghĩ rằng nó sẽ vô hại. Có thể tiến sĩ chỉ đơn giản là tạo ra nó nhằm xây dựng lại thế giới. Xa hơn nữa, không loại trừ khả năng, Vegapunk cũng có ước mơ hợp nhất thế giới để mọi người cùng chung sống. Bởi chính trong suy nghĩ của mình, người đàn ông già nua ấy đã mong ước đem lại năng lượng miễn phí cho tất cả. Vâng, tất cả, không phải là một cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào. Mà để làm được điều đó, cần thay đổi cả cấu trúc thế giới, xóa bỏ sự phân cách giữa các vùng biển. Nhưng do chưa có năng lượng nên tiến sĩ rất thản nhiên đưa nó cho chính phủ. Ấy thế mà thượng tầng lại có cách khiến cho cỗ máy kia hoạt động.
đồng nghĩa họ đang sở hữu cách để chuyển hóa năng lượng và cách để có nguồn năng lượng vô tận, thứ mà cả Vegapunk cũng không làm được. Tất nhiên, bên phía chính phủ hay rộng hơn là cả thế giới One Piece, chả có nhà khoa học nào vượt nổi Vegapunk, dù là ở khía cạnh máy móc, kỹ thuật, di truyền, sinh học, lịch sử. Nói chung là ôn lĩnh vực, Vegapunk là số 1. Thế thì bí quyết về năng lượng mà chính phủ đang nắm giữ, nó sẽ nằm ngoài phạm trù khoa học. Chính xác hơn thì đó là năng lực siêu nhân. Và câu trả lời hợp lý nhất vào lúc này có lẽ là im đã chuyển năng lượng của chính hắn ta cho Mother Flame. Trong trang 1086, một vị lão tinh đã nói: thế giới này vận động theo ý chí của đấng sáng tạo. Và câu nói này là mình suy nghĩ khá nhiều, đó là vận động theo ý chí, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng hay chỉ là một nghĩa thôi. Ta có thể hiểu đơn giản, ý vị trưởng lão này nói là chỉ cần im muốn, thế giới phải xoay chuyển theo mong muốn của im. Hay câu này còn bao gồm cả nghĩa đen, tức là im là đấng sáng tạo thật sự, người tạo lập và định hình ra thế giới. Im có phải là con người hay hắn là một vị thần? Ok, quay lại trang 1085, khi Sabo tấn công ngũ lão, im đã nuốt hết lửa của viêm đế theo đúng nghĩa đen. Hắn ăn lửa, đúng hơn, khứa này đã hấp thụ hết ngọn lửa kia. Nếu anh em nào theo dõi Top Manga thường xuyên thì chắc chắn đã xem video về giả thuyết trái ác quỷ của im là thần biển. Trong video này, mình đã đề cập đến năng lực của vị thần Im Sama, đó là sự vô tận của đáy biển, sự tăm tối lạnh lẽo bậc nhất. Im có thể vô hiệu hóa năng lực giống như Yami của dâu đen. Vậy sẽ ra sao nếu hắn còn có thể hấp thụ vật chất và năng lượng? Tại sao người ăn trái ác quỷ khi rơi xuống biển lại mất đi năng lượng? Rõ ràng, biển cả trong One Piece đã vô hiệu hóa và tạm thời lấy đi năng lượng của người dùng trái ác quỷ, nên họ ở dưới biển trở nên rất mệt mỏi rồi không đủ sức dùng năng lượng nữa. Nếu im là thần biển thì hắn sẽ có thể hút năng lượng vào cơ thể mình. Đây là con bài tẩy để hắn hạ Cổ Quốc và Joy Boy. Bởi với công nghệ tiên tiến của Cổ Quốc, 20 quốc gia cũng không dễ thắng đâu. Trừ khi phe đối địch của một kẻ mạnh một cách điên rồ. Và trong cuộc chiến đó, im đã dùng hết năng lượng mà bản thân tích trữ, cho nên hắn đã ở ẩn mãi cho đến hiện tại. Hắn ở ẩn để tích trữ lại năng lượng bằng năng lực thần biển của mình. Và giờ tên này đã tái xuất, tức là hắn đã tích đủ. Chính im đã nạp năng lượng cho Mother Flame để vũ khí này hủy diệt Lulucia. Còn Vegapunk vốn không ngờ tới điều này nữa cơ. Cái việc hút năng lượng của người khác nó không có gì là lạ cả. Ví dụ như Big Mom, bà ấy thì hút tuổi thọ rồi lấy nó đổi thành sự hồi phục, năng lượng, sức mạnh, vân vân. Trái ác quỷ của im cũng có cơ chế tương tự nhưng ở cấp độ cao hơn. Hắn có thể hút mọi dạng năng lượng, điển hình là lửa của Sabo trong chap 1085. Lúc đó hắn nuốt hoàn toàn chứ không phải đỡ lại hay phải chiêu gì cả. Số 2. Sự thật về Kuma và Thánh Hiệp Sĩ. Tiếp theo có một chi tiết khá hay ho nữa mà mình đã phát hiện ra, đó là mối quan hệ giữa Kuma với các Thánh Hiệp Sĩ. Trong trang 1074, ta thấy Kuma khi còn nhỏ đã bị giam ở nơi nào đó và không giống với Kaido hay King. Dường như Kuma không phải bị bắt làm thí nghiệm mà là bắt để chiến đấu. Nhìn ông bấy giờ khá tả tơi và Kuma nói rằng dù có quay lại thì ông cũng sẽ chết. Có rất nhiều suy đoán cho rằng nơi cha Bonny ở khi còn nhỏ chính là thung lũng chúa và giả thuyết được đặt ra ở đây là Kuma đang tham gia cuộc huấn luyện khắc nghiệt để trở thành hiệp sĩ thánh hoặc đô đốc. Ngày xưa Big Mom từng được đánh giá là đủ đẳng cấp để trở thành đô đốc trong tương lai. Tại sao lại lấy cái danh đô đốc ra làm tham chiếu cho sức mạnh tương lai của một đứa trẻ? Rõ ràng họ muốn huấn luyện Big Mom làm đô đốc, trường hợp Kuma cũng như vậy, nhưng tệ hơn là ông đã bị bán đi hoặc bắt ép giao ra như trường hợp của Kaido. Còn mẹ lớn thì chưa bị bán cho chính phủ, thế đô đốc thì liên quan gì đến thánh hiệp sĩ? Đầu tiên, khả năng cao để được huấn luyện làm đô đốc, những đứa trẻ được chọn phải chiến đấu đến chết với những đứa trẻ khác. Đó là lý do mà Kuma nói, có quay lại cũng sẽ chết mà thôi. Và những kẻ chiến thắng sẽ có cơ hội trở thành một đô đốc hải quân hoặc được rẽ hướng sang làm hiệp sĩ thánh. Tức là ngoài Galing, mình cho rằng các hiệp sĩ còn lại không hoàn toàn là long tinh. Thay vào đó, họ sẽ là những cỗ máy máu lạnh, những người cùng lứa bị bắt với Kuma. Nhưng bạo chúa đã thua và bị trả về Sobek. Còn đám kia tiếp tục được Galing dạy dỗ và làm hiệp sĩ. Nghe nó hơi đáng sợ, nhưng chính Rob Lucy cũng từng được huấn luyện ngay khi còn nhỏ với những nhiệm vụ giết người, đồ sát, vân vân. Nếu Cypherpole là hải quân phiên bản máu lạnh, thì hiệp sĩ thánh sẽ là đô đốc phiên bản máu lạnh, độc ác. Chính phủ luôn chiêu mộ nhân tài về dưới trướng, dù là trưởng thành hay là một đứa trẻ. Miễn là có tiềm năng, họ sẽ cố có được, sau đó huấn luyện kỹ càng để chúng phục vụ lại họ trong tương lai. Nếu hiệp sĩ thánh là những đứa trẻ cùng lứa với Kuma, thế thì Oda đúng là đang xây dựng phe chính phủ xấu xa đến cùng cực. Nhìn cách mà tên Galing máu lạnh xử tử thánh Modgard,
có thể thấy đám mà ông ta dạy dỗ cũng chẳng có tên nào tốt nổi, khả năng cao là toàn dân sát thủ VIP Pro cả thôi. À, có một vấn đề nhỏ ở đây, bên trên mình có nói hiệp sĩ Thánh có thể không phải là Long Tinh, ý là họ không xuất thân từ dòng tộc của Thiên Long nhá, nhưng vẫn có khả năng họ đã được phong thánh sau khi trở thành hiệp sĩ, bởi việc một người thường được phong lên làm Thiên Long là có thể. Một luận cứ khác chứng minh giả thuyết này của mình đó là Ga Linh được mệnh danh là nhà vô địch, tức là ông ta từng chiến đấu rất nhiều, nó càng minh chứng cho việc các hiệp sĩ có thể là những đứa trẻ được huấn luyện đặc biệt phải chiến đấu với nhau để sinh tồn, và chỉ có những kẻ mạnh nhất mới sống sót trở thành hiệp sĩ. Ok, trên đây là những phân tích và nhận định của bọn mình về vũ khí Mother Flame và Imsama. Anh em hãy để lại ý kiến của mình nhé. Rất cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì hãy dành tặng cho Top Manga bọn mình một cái like, share nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.